Xe tiếp tục về ngày hôm nay các bác ơi. Đây là mẫu xe 7 chỗ số tự động nhá. Với form dáng thiết kế dòng này rất là đẹp luôn, rất là đẹp mắt. Và đời của xe thì cũng không phải thấp, và tiền của xe thì lại rất là thấp luôn, chỉ có trên 200 triệu đồng. Em mời các bác mình cùng cảm nhận và đón xem về mẫu xe này của bên em. Bác nào quan tâm gọi điện bên em để bên em bớt cho toàn thể các bác nhá. Đấy, cho ra đẹp nhất cho các bác mình mua. Nội thất bên trong của chiếc xe này được thiết kế đây, các bác nhìn xem. Đây là tần số tự động của chiếc xe. Và hệ thống điều hòa đây, có màn hình giải trí cam nui. Đấy, màn hình này để báo hệ thống điều hòa các bác nhá. Đấy, logo Chevrolet. Chiếc này mang tên là Captiva, sản xuất năm 2007. Số tự động máy xăng 2.4, 7 chỗ ngồi. Và đây là chìa khóa của chiếc xe. Em mời các bác mình xem luôn này. Đấy. Bô lăng 4 chấu có tu kiên là nằm ở giữa. Và bô lăng của xe thì các bác thấy là còn đẹp đúng không ạ? Phía ra thì cũng đã được lót một cái áo ghế màu cam ở trên đây rồi đúng không ạ? Chỗ này có một cái cốp đồ. Chỗ này có tu khí nữa này. Và tắp nô của dòng này được thiết kế nó làm bằng chất liệu da xịn cao cấp các bác nhá. Đấy, da xịn cao cấp luôn. Nguyên bản từ lúc mới. Chiếc này được thiết kế có cam hành trình nữa rồi. Và đăng kiểm của xe thì tận đến tháng 1 năm 23 luôn. Đồ nhựa bên trong của xe thì còn đẹp các bác nhá. Đấy, nội thất sạch sẽ gọn gàng. Những cái phần này đây các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng đẹp đây. Rất là sáng đẹp đây. Và tất cả những vị trí khác nữa các bác nhá. Đấy, còn sáng đẹp. Cột kèo đinh tán còn zin nguyên bản. Xe cam kết. Đấy, cam kết đảm bảo tới toàn thể các bác không có lỗi. Lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước đấy ạ. Đấy, giấy tờ chuẩn chỉ nha các bác. Con này của em được mang tên là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2007 các bác nhá. Các bác nhìn xem, nhìn từ phía sau, nhìn chiếc xe nhìn rất là ngầu luôn đúng không ạ? Có bô kép này. Đấy, rồi có cam nùi kia, biển 90 tên tư nhân. Và các bác thấy biển số cũng rất là đẹp và dễ nhớ đúng không ạ? Chiếc xe này 7 ghế ngồi các bác nhá. Captiva LTZ đây. Đấy, về cái phần đằng sau các bác nhìn xem. Nước sơn đẹp này. Đúng không ạ? Rồi trang bị thì có một số thứ. Bây giờ thì em sẽ mở cốp ra cho các bác mình xem luôn. Đây, 7 ghế ngồi thì cái hàng ghế phía sau được gập lại xuống để cho các bác đựng đồ, và khi nào mà mình ngồi thì mình sẽ nâng lên các bác nhá. Và chân của xe thì nó vẫn là trần lỉ đây. Vẫn là chuẩn bị luôn các bác nhá. Đây, các bác xem cho em phần nội thất bên trong. Khung gầm sàn của xe vẫn còn đẹp, vẫn còn sáng, không bị mục mọt, không bị han gì gì các bác nhá. Máy số rất ngon, bên em đã kiểm tra máy số rồi. Và đây em mời các bác xem đến cái vị trí tiếp theo. Phần mép cửa này thì nó hơi bẩn một tí này. Nó hơi bẩn một tí đây. Người của em là chưa vệ sinh. Dạ vâng, chưa vệ sinh, lau tay cũng đã sạch rồi đúng không ạ? Chắc là quên. Dạ vâng. Một ngày vệ sinh rất là nhiều xe cho nên là chắc là mọi người cũng bị quên đấy ạ. Đây các bác xem nhá. Cái phần vách cửa của xe là còn ok, sạch đẹp. Đây các bác nhìn này. Đây, cái vị trí cánh cửa này bị quên rồi, hơi bẩn một tí này. Dạ vâng. Lau là sạch như bên kia thôi các bác nhá. Lau là đẹp, là sạch thôi. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe. Tiếp theo này, em mời các bác xem đến những cái vị trí nữa. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu đồng một ít thôi là các bác có thể mình sở hữu, mình mua dùng con xe này thôi các bác nhá. Đấy, bậc bệ bước lên bước xuống là có đầy đủ này. Đấy, và chiếc xe thiết kế là có ghế điện nhá. Đấy, ghế điều chỉnh bằng điện. Đấy, những phần sắt quá này mà nó còn sáng như vậy thì chắc chắn là những vị trí sát, những vị trí khác nó cũng sẽ sáng các bác nhá. Đây là bàn đạp chân ga và là chân phanh. Đấy, vách cửa đây. Gốm kính điều chỉnh điện được làm ở khu vực này. Vô lăng lái của xe thì khá là ok các bác nhá. Sơn đẹp, vỏ đẹp. Đây các bác nhìn xem, thân vỏ xe còn rất là cứng nhá, rất là căng này. Đấy, nước sơn của xe thì rất là bóng đúng không ạ? Rất là sáng bóng luôn. Cặp đèn pha cũng vậy, rất là sáng bóng này. Đấy, lốp thì vẫn còn tương đối là dày. Các bác về mình không phải mua lốp nữa nhá. Nếu mà đi mua lốp thì các bác mình mà mua những cái lốp mà nó còn mới, còn đẹp. Nhất là nó mới này, thứ hai là loại xịn đấy ạ. Thì các bác phải bỏ ra lên đến cả là trên dưới 20 triệu các bác nhá. Trước này thì các bác mình cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền mua lốp rồi. Đây em quay gần một chút cái phần đầu của chiếc xe để các bác mình cùng xem luôn. Với cặp đèn pha của xe thì rất như là mới luôn đúng không ạ?
Capo thì đang hiện tại nó đang mở các bác nhá. Đây vừa đem ấn xuống rồi. Cái được sơn rất là sáng bóng đẹp đẽ. Trước này nhìn bên ngoài khá là long lanh. Với cái biển số 90 Hà Nam này thì các bác có thể để nguyên biển, có thể là mình rút hồ sơ để về mình sang tên các bác nhá. Trước khi sang tên là phải rút hồ sơ mà. Đèn có đèn bi cầu đây, ban đêm bật lên thì cực kỳ là sáng đẹp các bác nhá. Đấy, sinh nhan trên gương là một đôi và đăng kiểm đây. Kính của xe bọc dán toàn bộ xung quanh rồi. Lốp của xe thì còn dày cả dàn luôn, còn đẹp cả dàn luôn, đây bác xem này. Đấy, còn sáng đẹp cả dàn luôn đúng không? Chiếc này các bác mua về không phải làm gì nữa nhá. Còn mấy chỗ mà nó hơi bụi bẩn một chút thì sau video này em sẽ cho đi vệ sinh luôn. Để các bác mua về mình không phải làm gì nữa. Đây, em mời các bác xem lốp này. Đây, các bác xem lốp cho em nhá. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da. Đấy, chỗ này bằng kiểu sơn vân gỗ này. Đấy. Đây, chỗ này nhá. Đây, chỗ này nữa này, quay gần chút. Đấy. Đấy, chỗ này cũng hơi bẩn một tí đây các bác này. Lau tay là cũng hết rồi. Dạ vâng, chỗ này em quay rồi thì em sẽ quay qua thôi. Và tiếp đây thì em cũng giới thiệu luôn tới toàn thể các bác là bên em đang có mấy con như này cơ. Đấy. Đang có 3 con màu đen và đang có là 2 con màu vàng cát các bác nhá. Đang có rất là nhiều dòng xe Captiva cho mình chọn lựa luôn đấy ạ. Số sàn thì đang có 2 con, số rộng thì đang có là mấy con, 5 con các bác nhá. Số rộng 5 con, rộng sàn thì đang có 2 con. Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các bác mình khi đến với bên em. Không những là cái dòng xe Captiva này mà tất cả những dòng xe khác nữa. Đấy, ví dụ như là con kia là máy dầu, con này của em mới về đây này. Các dòng, các loại luôn. Bên em về liên tục, ngày nào cũng về vài con và ngày nào cũng bán vài con các bác nhá. Đấy, tầm khoảng trên dưới 10 con một ngày là chuyện bình thường. Và hiện tại bên em đang có trên 100 đầu xe các loại cho toàn thể các bác mình tham khảo, mình chọn lựa. Bác nào chưa đăng ký kênh của bên em đấy ạ thì mình hãy đăng ký kênh YouTube luôn nhá. Và trên Facebook nữa thì bác cũng ấn theo dõi cho bên em để làm gì ạ? Chủ yếu phục vụ các bác là khi em đăng một cái video nào lên các bác sẽ được nhận ngay và nhận sớm, không bỏ lỡ một video nào cả. Dạ vâng, bây giờ thì em mời các bác xem tiếp tục đến cái phòng gầm của chiếc xe này. Gầm sàn đây không có dấu hiệu gì là mình ngọt các bác nhá. Bên em có ship xe đến tận nhà cho toàn thể các bác được. Các bác thích con nào bảo bên em ship đến cho nhá. Các bác mà đến được bên em trực tiếp thì là tốt nhất rồi đúng không ạ? Quá ok rồi. Bắt đầu mở động cơ khoang máy ra cho toàn thể các bác ngắm đây. Con này máy bên em lại chưa vệ sinh các bác ạ, để nó hơi bụi bụi một chút. Đây. Hôm nay chắc là bận rồi các chú các cô, là bận quá này là chưa vệ sinh máy rồi. Máy vẫn để nguyên mộc bẩn như này nhá. Nói chung là để nguyên như này thì các bác mình nhìn nó cũng sẽ dễ hơn đúng không ạ? Đấy, máy khô, đấy, không có dầu. Máy số ngon, bên em đã kiểm tra rồi. Đấy, chỉ có cái nào vệ sinh là chưa thôi đúng không ạ? Bên em nếu mà bác nào cần thì sẽ vệ sinh cho các bác nhá. Rất là đơn giản thôi, bỏ ra tầm khoảng một tiếng đồng hồ là có thể là vệ sinh cả máy cả phần nội thất được rồi. Chỉ một tiếng đồng hồ thôi nhá, sạch tinh luôn. Các bác liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại hotline. Bây giờ em cũng sẽ đọc luôn ở trên đây. Số 093 8586 307. Và một số nữa là 093 8586 307 này. Và không số nữa nhá, em đọc lại. Đang mãi nhìn cái con xe kia đánh ra đúng không ạ? Con xe kia vừa em quay xong mà đúng không ạ? Chứ mãi nhìn con đấy đang đọc lỗi. Đọc lại đúng không ạ? Đọc là lặp lại. Vâng, tiếp tục số nữa nhá, là số 0335838389 và 0389000555. Ba số hotline bên em đang dùng thường xuyên và liên tục đấy ạ. Các bác hãy kết nối để được tư vấn trực tiếp kỹ hơn về mẫu xe này. Mọi thắc mắc các bác cứ alo nhá. Tục sang tên đổi biển cũng chứng minh quyền, ship xe chuyển xe là bên em cũng hỗ trợ luôn. Giá cả các bác cứ alo để bàn bạc đàm đạo để
thương lượng các bác nhá, một cái giá ok nhất cho các bác mình mua đấy. Dạ vâng, video này em đã quay xong rồi, xin được cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm ủng hộ.